Xin mời chương trình ông cô chú. The president, please let's be seated, please. Ông chủ nhiệm rẻ, sẽ là bộ phật ca. The court is now in cách chấm nạc can đi tệ vị trí sạm nạc can. Đánh đầu tổ đất tiết. Làm chi là người ca vì sở thàn được phía quạt tầm miền, áp vật tầm miền, phía kỳ tới chỗ rùm, nông đi tệ vị trí sạm nạc can nợp được ngay. Sông cổ lục thiên, phía kỳ đại bàn chỗ rùm được nông đầm nạc can đi tệ vị trí sạm nạc can nông thay ní, miền quạt miền cổ lục thiên nguồn hài. Tờ cho nhận chủ niên là dân chân đá đại dương miền khen ca cầm nọt cao lục hiện đồng ca thứ sậm là ca lời nhận chủ niên như lúc nước nơi bực nơi bị ngày ngày phải về làm đường này phải vào mùi nước ta còn miền bắc miền đại được tí xung cột lục thiên nhận chủ niên là dân chân đá còn miền bắc miền nơi không mình tụ đông trang rồi hài available at the waiting room now. Sum chưa hình dung mình biết ta miền trong miền dự bảo vậy thứ. What would you like to make? Monsieur le Président. Alain Werner. Mr. President Joners. Hello. Hello, Alain Werner. May I make a very quick request on the support? Song kê đòi song khai bằng tết bị khang đòi mình đang đòi tụ về ní. Anh chơi. The president, Mr. Alain Werner, you take the floor. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Alain Werner, lục lập thiên, lục lập sai trang cầm chỉ đi cửa đồ. Nhóm xôm phương cá sna, ai thua cá bình chạy. Dương nhóm chóng đăng, ai bàn chụp bạc. Ông vi, rộp biếp vi rẽ rộ bỏ dương. Ai chỉ riêng rộp ngay nu. Hai đàm đăng rộp về ní. Cứ có quạt một chỗ rùm, nơi ngày bút. Cứ quạt một vị tạm khai đàm bày châu rùm nâng nông đàm nà ca nịt tệ vị thị sông mai lúc cả cơ rộm thôi cả bệnh chạy ở bàn chứa bạc thà bằng tòa bì dương tăng xâm nô đánh đau âm vi chùm lục đập vô tờ đòn nè chùm nế nú cứ lục chai cơ rộm nâng cơ lọc tư bì nất ong hẹt kẻ tông cả anu vót côn dô bài nâng xô mà phê muối chia bì xe cứ tờ lọc tư vừa cả đánh đau lục Greg Atchison làng vĩnh rưu cơ giang mệnh để chân nhóm xông thua cả sna lục vật thiên ở thua cả biệt biệt này, xin mời quân.
Hồi nhóm đây, xong chúm riêng đòl vì vì Alan Wagner còn đối chìa phía kỳ đại phía quân được nông đồng ca xạm đồng ca đường kỳ này thà đời miền lạc sản phẩm phía xe này lạc dùm này này dành chẳng đá đại lúc của miền học ca được nông ca màu đó sẽ khai cam nông niệm lại chìm niên cả ra bị ngay tìm ở phây pram đang ngay tìm ở phây bởi mùi khai ưu dập hình tì đầy lúc miền về sẽ cả cam từ bằng khát bằng riêng nơi sẽ còn bây giờ lại đi đi ổn trại chiết dịp sẽ nơi tì gồng Hong Kong chẳng hãy bàn miền ca bài bà rùl đòi ca phân phóng rồi bọn dùm ra đồng mấy bàn sắc đập nơi khiếp chìm niên bà cốt phía phôn chìm mùi nâng chìm lúc bà vụt นี่คือลักษณะพิเศษได้กระลาพิษะพิเศษได้องค์ยมเรียบบานยมเรียบผู้เพื่อกี้การปิดไงมุนได้ไล่กรอยฟิลได้ยื่นทูตสันวากาเลยเนี่ยจุ่มเนียงเกรกเลยเนี่ยจุ่มเนียงนายยันจันดาจบปีน้ายื่นหนึ่งอันเชิญเลยเนี่ยจุ่มเนียงเกรกเอกสันมุทุสันนาคาบรรโตตีนเฮ้ยองค์ยมเรียบในจงจำท่าองค์ให้อันวัดกุลยูบาย ปะกลุ่มนิกรรมวิจัยในสมัยมุ่ยนู้คือยังมีการชี้แจงโดยเพื่อกี้มันตอนมีการเปรียบปอนของการดึงดาวตือหนึ่งแสดงสะใสแสดงชนจบชาวในลายที่ยังองค์ยมเรียกมันไอ้ดมลงในกิจในเตวิธีในบทบาทตือบานตีปัจจัยได้สถานกาลติสสะพิเศษในขณะตือยังมีการปลายปลุกมันติดมันตัวสมชีพมันไอ้เชี่ยกิจมันตอนนี้สม มนตรีตุลาการเชิญนายจำเนียงนายยันจันดาโจลมกันสาสามนาคา Lúc chú mô, nài dân chăn đá, anh chẳng bật mệnh đại tế. Nơi chân nằm nít ta lúc mình ở dụ bọn mạng chân nằm hơi. 63. Ở dụ học sập bấy. Lúc mình sanh chiết ở bây đá. What is your nationality? Indian. Nhâm chìa chôn chiết ảnh đía. Lúc mình tìm lâm nơi bà chạp bọn. Rồi nơi tì kè lây nà đè. Chà lòng. Nơi Connecticut, nơi xa Arad Amerik. Lục miên mục rò bò ở vây tớ. What is your occupation? Chà lòng. Khiêm cư chìa bà nà tì kà nơi mà chạm bà nô dèo. Dùng tâm rồi bài ca rồi bỏ cả làm chí thà lúc mình miên dùm nông chỉ nhiệt lộ hất ở đây nhiệt đập bọn rưu chìa xạp bọn nâng phía kỳ nâng khăn ông tổng rương đây nì bật mềm đại rửa tế. Trầm trái hay lộ bật thiên. Đời bài tâm vị thiên xàm sụp mùi bì nê vị thiên tế khăn ông nây ô bò tọc có. Lúc này dân chân đá không nên lúc chìa nệ chùm niên thông dùm rẻ. Đồng rơi hồi lúc vừa thẩm bọt chìa môn môn nâng đo sắc khảy cầm. Ta lúc dù lập rộm đại rửa tí. Yes, Your Honor. Bà khi ông ai cập hiệp lúc bà thiên.
làm chi ăn trại chiết mà để ô thông để chồng để chạy thi đầm bay này nó mà còn vừa sầm bận. Please repeat after me. Som loun jey tham tam khnyom ba khnyom som tveu ka prakat tha khnyom nang chuay dol ongsavanaka doy tieng trong doy leka ka samngat nang doy opis samatthapheap robos khnyom khnyom som tveu ka prakat tha khnyom nang chuay dol ongsavanaka doy smoh trong doy samngat nang opis samatthapheap robos khnyom. Lần đi, lúc bàn thờ xâm bọn rồi hơi hay ông dùm rẽ nâng miền thùm nuôi mà dùm luôn xua đòn lúc trong niềm chỉ nạc dùm nền. Thì mùi ta lúc ban chùm nai bê về lia chích xam tụi nam chỉ nạc cho lòng bò đồng miền chỉ nạc bọc bùm xâm rạp tụi xâm rạp ở đây sẽ được cách chung một phía hai đại không một lòng phê nút lúc bàn phương sẽ đầy rì ca chỉ cho ra tiện tông nâng à dì bọc phía ta bật mềm đại tế. But is the southeast, is that correct? Yes, sir. Endowment tham rap sân tiệp andrai chiết hai chấp bích nam một quan quân cao sấp đo cao sấp phí chiến nẹt bọc bùm ao cả set emit mô tha Azias Wall Street Journal Weekly Minority. Yes. Ba trăm trai hai lục protein. Hai bây giờ bắn lục chiến ở bọc bùm sai nơi chạm mà chạm đồ sắc xa trái triều ở sắc cầu phép rụng dị cắm nơi sắc cầu dây lây dêl bật mẹn đại tế. Bà trăm trái hai lục rật thiền. Ta lục thọ bàn sọ xê ông phí nơi dụng bài xoắn đời sốc nâng cô lý dụng bài ông phí nơi dụng bài xoắn đời sốc nâng cô lý dụng bài nơi ả dí អគ្នេពិតមែនដែរទេក្នុងចំណោមការចេញផ្សាយរបស់លោកទាំងអស់លោកជាអ្នកនិពន្ធសិភើដែលមានចំណងជើងថាបងប្អូនដែលជាសត្រូវសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពិតមែនដែរទេ លោកស្រីចក្រមតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់អ្នកជំនាញរូបនេះដែរទេសូមអញ្ជើញលោកស្រីចក្រមចក្រមខាតរ៉ៃធ្លោស៊ីយូសសូមអញ្ជើញលោកស្រីចក្រមសូមអរគុណលោកប្រធាន លោកចន្ទាអង្គសវនាការសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះជាអ្នកជំនាញដោយដែលលោកបាននិយាយរួចមកហើយលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធសិភើដែលមានចំណងជើងថាសត្រូវបងប្អូនឯងសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបាទដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងជាភាសាអង់គ្លេសលេខ003 មួយប្រាំហើយនៅក្នុងភាសាបារាំងមានលេខ003 EAN ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកចង់បាន ជាភាសាផ្សេងទៀតបាទសូមលើកឡើងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើដូច្នេះដើម្បីជាការសន្សំពេលវេលាសម្រាប់យើង
Luk Chanda, Sipu, Satrau Bong Bong Ai, Trai Ban Luk Sase, Nang Bok Pung Lai, Nui Khnong Chana Mui Pua, Pram Muroi Pai Sa Pram Mui Ta Chika Tram Trai Te. Was Luk Chanda Tram Trai Hai Luk Sra Chakrong. Tram Trai Hai Luk Sra Chakrong. Was it intended to be, as the subtitle suggests, a history of Indochina since the fall of Saigon? Does it cover more than the Korean revolution? Also, Thailand, China's foreign policies and conflicts in the region. Also, the United States in writing your book, in your professional capacity, នៅក្នុងសមត្ថភាពអាជីពជីវវិទ្យាជីវៈរបស់លោកតើលោកមានឱកាសអ្វីខ្លះក្នុងការអង្កេតការអភិវឌ្ឍនៅចំនួនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ70រហូតដល់ចុង70នោះលោកចន្ទាខ្ញុំនាងជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននោះខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺថានៅមុននិងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហើយតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនផងដែរគឺនៅប្រទេសចិននិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកThank you. លោកស្រីចក្រមបាទសូមអរគុណ And in fact I believe you conducted ហើយតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាលោកបានធ្វើសម្ភាសន៍មួយទល់មួយជាមួយនឹងមនុស្សសំខាន់សំខាន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីកំឡុងពេលដែលលោកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកនោះទេមែនទេបាទត្រឹមត្រូវហើយលោកចន្ទាតើលោកអាចប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបានទេអំពីមនុស្សសំខាន់សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកដំណាក់កាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬពីប្រទេសវៀតណាមនោះលោកចន្ទាពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អៀងសារីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កាន់អំណាចហើយក្រោយមកទៀតហើយខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកផាមវ៉ាន់ដុងប្រទេសវៀតណាមនិងលោកញៀនកូថាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនធំទៀតសូមអរគុណសេចក្ដីតើលោកមានឱកាសក្នុងដើម្បីសម្ភាសន៍សម្ដេចសៀនុកឬមួយក៏ប៉ុលពតឬក៏ខៀវសំផនទេលោកចន្ទាខ្ញុំបានសម្ភាសន៍សម្ដេចសៀនុអស់ជាច្រើនដងប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេហើយខ្ញុំមិនបានសម្ភាសន៍ខៀវសំផនទេខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់នៅពេលដែលជួបជុំក្នុងពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែមិនបានសម្ភាសន៍ជាផ្លូវការទេលោកស្រីចក្រមនៅក្នុងសិភៅសត្រូវបងប្អូនឯងលោកបានកត់ត្រាអំពីការព្យាយាមរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរដ្ឋរសាសន្តិសុខនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ0019 16
Nơi khả nông lệch đại lệch xa dụng ní cứ bị bây sắp đá mà tôi bị ban vì lục châu phụng bình rùi hỏi mai cả hóm ban vẽ xa ca bìa bụng đàn tức nâng chương cố thì hiến trở bàn bình chuôn tới tam chung xa một thái đảm bây trút ra có mua chùm nguồn đã cái anh ta cứ chia tập này môi này tập bây rồi bọc luôn ta lục nơi chạm ban ở quay đây lục vô nơi không xếp hơi này tế lục chẳng đà bàn lục xây chạc cớm biết đại lục này dây thà ông gặp hiếp khmai cỏ hôm nâng tì hiên khmai cỏ hôm ta chăm dô trăm trai tế bà xây nhầm này dây thà mê này thà phụ kế cứ chia nét đà miền cầm lớn hai đà chia sạc mập hiếp sạp bia bốt nốt ba trăm trai hai lục rồi thiền สมอกุลตาโลกในจามเต้ดาวเนมประกาศคลาดามิญกาเวียประยุทธ์เนียในตามก็ตามชนัยนุโฟร์เอ็กซัมเปิลเรือกปฏิหารกับปิดไงตีดับปีคายอุสเพียขนามจัดสปรัมลูกจันดาบาดขยมในจามประกาศนุในเปรตมากระห้องบานวีประหา คือก็ปีระบอบเวียดนามเวียดนามเอเวนชวลลี่เวียดนามไฮมันต่อมาติดเวียดนามบานประกาศเวียบอกหมกเวงไฮเป็นน้องไอ้คือกองตบมากระทอมนักบานต่อทอยปีก็แต่ปีนู่นในขนมเสพไประบอบโลกในเลยโซนโซนมวยประบุนปีมวยประบุนประมโลกบานในเยธา แต่เห็นขมากระหอมดำเนินไปขมายหาดลักขังนุได้บานลานตะลึกกอกนุได้เมียนกำกันกำเพลิงอากาใส่สับรำปีกูท่าบานพี่ยิ่งบอกห้าอย่างปีกากำลังในการตัวเป็นระบบขลุ่นในตามแต่สมบัตินุแต่ลูกคือจีการไปดำลายอย่างไปสถานอภิษฎระบบโลกหรือ บาดตรำตรายหายลูกชายจักรอมลูกชายจักรอมแต่โลกในจำกาวีประหารเดลกอกปูลูไวเต้แต่โลกอาจอธิบายอย่างปีกาวีประหารเดลกอกนุบานเต้ลูกจันดากอกปูลูไวคือจีกอกระบอกกัมพูชีปนตาเวียดนามบ้านพี่เยี่ยมบันดังขมากระหอมจังปีกอกนุให้นังตรวจตราในกอกนุให้ปุ๊กเก ก็บานเพื่อการตรวจตราตะเลยก็หนุได้อดีตเปิลประมาณคล้ายมุนนั่งบานปกโกลก็หนุ่มออกมากระหอบเวงลูกชายจะกรอมประหารเจียนในคายมิถุนานำจัดสับแปรมแต่นกีการจำตรำเรือระบอบโลกเต้ลูกจันดาบานตรำตรายหายลูกชายจะกรอมให้เลยโยงลูกในโซนโซนมวยประบุนมวย มวยประบุนประบุนขยมหนึ่งสู่โลกสำนวนมวยจำนวนเจ้าตรงตึงหนึ่งจุนซีเวิลได้ตรวจบานจวบในขนมสังเครียมหนุ่มในขนมระบบมากรหอมในขนมเสพสตรายบองโอนไอมีการรีพรอปีปุษดามวยจำนวน ได้โลกบานแจ้งท่าเมียนสกรรมอภิบดาประวัติมูจำนวนได้ระบบการปกครองประจิตใจบานปฏิบัติการที่พิเศษในกำลังชนะมวยป้อนประมรจัดสับรำปีได้โลกบานจำมังปีประกาศได้ขยมจังในเยยุนิเตลูกจันดาบานขยมจำคือประกาศนั้งบานการกับอิคามินี้ชนะจัดสับรำใบลูกใส่จักรอม ไอ้ไรนี่ก็ได้ยังจับประดามปีกาดอมปีจนเจ็บเวียดนามจังปีโปรตุเกสกัมพูชีได้โลกบานยุ่งในเลยโซนโซนมวยประบุนปีประหดดอนเลยปีโซนมวยแต่ขยมอาจังเลือกลางถ่าแต่โลกเมียนสิบเพอร์ระบบโลกในจมวยโลกเต้โลกจันดาบักขยมเมียนโลกใส่จักรอมจังครองการในนั่งเลยสำหรับโลกคือตุ่มปัวเลยตีดับประมวยในสิบเพอร์ระบบโลก ban ở tổng phố nó cứ lục bàn đẹp rộp
Ông bị cả bận đánh chôn chết Việt Nam trên bị prote Campuchia. Hãy bố kê trời bằng khóm ai tờ khang đầm bọn lập bắp mê cung nơi kháng thông bồn protê Việt Nam. Ta lục bàn chạm nơi prate ca năng tế hay ta lục mê nó vấy để lục cho mình thay mê tờ lưu châm nơi như thế. Ở tí hóa ta chùm nuôn năng sma sập hiếp nơi prate chôn nụ. Lục chân đá. Khi ông bàn phí nất chùm rôm mô chùm nuôn. Tiếng còn lại đại bệnh chế chôn trời kê bệnh chôn trời tì nụ, tới tam ca trong trăm rộng bọc nhóm. Phụ kê cư chia chôn chết Campuchia khmai. Có bệnh tái nơi khăn ông rộng bọc môn, cư khăn ông chập chân nam chất sập bram tới chất sập bram muối, chôn chết Việt Nam đại chế nẹ ruôn nơi bệnh tế Campuchia, có trời bàn phía khuôn tới bệnh tế Việt Nam phòng đại. លោកស្រីចក្រមនៅក្នុងសិភើរបស់លោកនៅតំពួននោះលោកបានរៀបរាប់ពួកគេថាមានជនជាតិវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់ដែលជាបរិសត្រីនឹងកុមារត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតើលោកនិយាយថាតាមពិតពួកគេគឺជាជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏ពួកគេជាជនជាតិខ្មែរដែលមានសាច់ញាតិឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមតើអ្វីទៅជាការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកអំពីសមត្ថភាពប្រជាជនទាំងនោះ Look at I think that the if I look at the same page 16 នៅ ទំព័រ ទី 16 នៃ សៀវភៅ នេះ ខ្ញុំ បាន និយាយ ថា គឺ ជនជាតិ ភាគ ខ្លួន ជា ច្រើន ដែល មាន លាយ ចិន និង វៀតណាម ផង នោះ ត្រូវ បាន គេ បណ្ដឹង ចេញ Hãy khi ông bà này dây tiệt thà Nóng cầm lòng pram chanam Pram khai đầm bố mà tỏ bí Cả rộng đọc nông bình rồi mốc Cứ mên bảo chế chôn chiêng đọc pram mớn Đại mên chôn chết Việt Nam Chà chế chôn chết Việt Nam nú Trời ban phía khuôn tư tam khai nê 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 Pro tế Việt Nam Cứ ta khi ông mần ban khơi Như Pro tế Cà Nô Tế Bạn ta khi ông trời ban kì pram thà Chôn tiệm ọc nóng cư chế chôn chết Việt Nam លោកសីចក្រមហើយនៅក្នុងសិភើរបស់លោកនោះដែរគឺទំព័រ87ដែលមានលេខ ERN 001 92 22 7 2លោកនយាយអំពីខ្មែរក្រហមដែលបានវាយប្រហារមកតាមភូមិមួយចំនួននៅតាមដីតំបន់ដីល្បាប់មេគង្គ គឺនៅយុគថ្ងៃទី30ខែ4ចិត្តសិបប្រាំពីរលោកនិយាយថាទំព័រលោកស្រីនិយាយថាទំព័រ87ឬត្រឹមត្រូវហើយបើលោកស្រីចក្រមនៅខាងដើមបាទនៅផ្នែកខាងដើមនៃទំព័របើខ្ញុំឃើញហើយ លោកចន្ទាបាននិយាយបាទនោះគឺជាការវាយប្រហារដែលខ្ញុំបានដឹងក្រោយមកការវាយប្រហារនេះគឺថាវៀតណាមមិនបានរាយការណ៍ទេគឺថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ77 អ្វីដែលខ្ញុំមានកត់ត្រានោះគឺបានមកពីប្រភពដែលគេបានដឹងក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍នោះមកលោកស្រីចក្រមហើយនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកនៅក្នុងសិភើលោកបាននិយាយអំពីការវិវាទទៅលើភូមិទីងវៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជនជាតិស៊ីវិលចំនួន100នាក់ស្លាប់ បាទតំពួរទីប្រមាណណាលោកស្រីបាទនៅតំពួររដាលនោះ
Bà lô đình dây tha nơi giúp ngay tì xàm sắp khai bốn khai cả thó mang thuê ca vì bảo hà. Ta lục nơi chạm Pratica nông tế, cư Pratica đều lục bàn lực là ứng, hai nền lục bàn đã tuốt bò rộng miên cài mộc tiết nơi bê cà rào, trăm trai hai lục sạch chạc rộm. Bà Pratica nông, bàn cạt lạng nơi khi nằm chạch sập rộng bấy, nơi bê đặc nhóm bàn thuê đậm ná từ protein nốt, từ đậm bòn nốt, hỏi bàn khơi mà nốt xa lạp chỉ trả nâng rục hiệp nơi ca vì bảo hà. Đại bàn cạn đang bị phê môn. Hay phùm ní cư miên nơi khăn ông tật đây Việt Nam mê tế. Bà trăm trời hai lúc sạch chạc rộm. Hay nơi lệch IAN xôn xôn mùi bàm buôn bí. Bây bàm bí mùi. Which is page 186. You say that the elimination of ethnic Vietnamese began in April, culminated in large scale Vietnamese attacks in Vietnam, Vietnam, ta nị chia trong nội trong trời tế. It's towards the bottom of that page. Sợi chạc rộm cứ nơi trong tổng bò này, nà tổng bò này, nông trong tổng bò này, thơ phở này. So 186. Cứ tùm bò mà rồi bạch bò mối, rồi chạy cọm, rồi chạy cọm. Nước nông cả thà trong cả thà. Cứ thà bánh hà sân sốc, cứ chập đa miên lơ bà tê Việt Nam. Nên cứ chìa cả chập đa miên này bởi dụ. Hồi tùm nhạc tùm nông, nên chìa môi bà tê Campuchia, cứ bàn miên phiếp on thoi, tăng chập tăng phí chân nam mà bò mối rồi chất sập bàm phí. Hồi dương khơi miên ca bòm ca cầm tịch nhà quan tro Hà Nội hỏi đại bàn bằng co ở miền ca vi pro ha pi khmer pro hom nơi tam prom đan Việt Nam. You call that those series of incidents that gave rise to the conclusion of ca vi pro ha đại nước đại nam tại đó ca son than được nhận thế lúc này dân đã bắt nhầm chậm. Nhi cư chia nhâm khơi miên ca vi pro ha pi nơi khăn ông khai mẹ xa. Hồi chia đồng chăm bong đã vay được nhâm tròn chăm nút cư thả. Nơi khăn ông chăm chăm In 1977, according to the scholar Steve Hedder, I spoke. Này cứ tam đại lục Steve Hedder đặc nhiệm promo nị dây chưa mùi. On May 30th. Hồi cứ nơi con ông Sam sập nơi con ông Khai Quốc Phía trong năm 1977 cứ phùm phía bộ phía bàn riêng trong thua cả bây bà hà bà tế Việt Nam. Hồi lúc Hun Sen nơi bê nút cứ chia sở mà chấp khmai cỏ hôm hồi thua cả nghe tờ lơ cầm rôn nụ. That he would not do it. And he took quad prap Steve Hedder tha quad mình vừa tề hơi quad rốt châu prey nơi nông khai miền tây nam mà còn cầm cứ chỉ cà phê bà để vì bàn thua lang trong khu vực Việt Nam. Thank you. Lục sợi trái cầm xôm ọcun. Now in June of 1977, the war in Vietnam.
hay lấy đi chấm đọc vô nè nông siêu phơi rồi bảo luôn cứ nông trồng bò thì cài sập mùi lấy ý ấn cứ sồn sồn mùi bầm bún pì pì bầm pì bầm mùi. But in fact, at the next page, Democratic replied that talks could resume after a period of time. If you recall that on the next page, last paragraph, kicking us its teeth. Yes, I do recall it. And, I think this was taken from some official document. And it was at this time that Democratic Republic of Cambodia, for the first time, gave a hint of disputes with Vietnam by praising Vietnam soldiers and combatants in the Kampot province, which bordered Vietnam. Đại chất from Đài Việt Nam, lúc này dân chân đã cứ trầm trời, lúc trời trời trầm trầm. Cứ lúc ai prap làng ông phì ca cho cha nụ đại bàn ca làng nơi ngày nụ đại rực tế, đại sân à làng đòi của Việt Nam. Lúc này dân chân đã nhóm xôm ở phê tố, đại nhóm ở trời trông chăm chứ ba, ca phì xàm tập nằm môn. Nhóm chăm thà dương kê miên kịch vật chung rô viên mình trầy Việt Nam hơi nâng mình trầy khmai cờ hòm. Tiếng nữ Hà Nội nâng Phnom Penh cứ bê về liệt bi khó khăn nìa tạc nhóm mình chăm bê về liệt cho bà lộn nụ tê. Thank you. Tại ạ mình lạc phá là vậy tê lúc xây cháy cờ rộng. Xôm ổ cùn. Hãy lúc bàn cho xe ông phí ốc phá vài ốc bạc vẹt hết đại bàn cát lăng nơi khăn ông khai cả nhà cho năm 1993 nơi khăn ông tùm phô mở rồi cao sập bầy cư lệ xôn xôn mùi bạm bùn phí bầy bạm bì bạm bầy. Hãy lúc bàn rịp rộp ông phí bọt phí sao nhạc xa Hungary bạn rịp ở rộp ông bì ca xâm lập nơi con ông phùm nơi con ông khai tay nền. Thả ta lúc bạn trông chăm tới lời bật ca nông đa rửa tế lúc này dành cho chúng ta khi nhóm chăm chăm bác hỏi khi nhóm bạn nì dây cho môi năng nhạc ca xa chôn chết Hungary hỏi quạt bạn bình dụ bức đa tới lời bà nhà này đại khi nhóm bạn dốc một bà bà nơi con ông chúng phụ tìm bằng phần này sẽ phơi rộng bạc nhóm. Hà ta, tài ninh, khai tài ninh nơi anh á, lục chẳng đá, tài ninh, cứ nơi việc hàng lệch này Sài Gòn, chết phụng đàn và tới Campuchia. Thank you. Xoay cho các rộng xóm ổn cùng. Hồi, cậu mong khai mì nia chân nằm ở phòng bạc mô đòi chất sắp bạc bấy, lục đòi cử lùn ai bàn từ thua ca, từ tù sản kích nơi phụng khai tài nền hỏi bạn nước nông sửa phơi rồi bảo lục sẽ trời bóng ổn lục bạn thua cả quạt ra nông lề ấn tì ở ấn xôn xôn mùi bạm buôn buôn xôn pi buôn xôn bạm cứ xôn xôn đọc bạm buôn vì mà phải buôn xôn bạm hỏi tùm bò pi rồi mà phải. This was some months after the incident described to you had taken place. Is that correct? Yes. From 35 years on, what has changed about your perception of the world from your own perception from your own knowledge? The village that I visited looked khai đại khi nhóm từ lề nú cứ bàn từ tu rong kro đòi chào chủ hỏi bàn cầm bom plan từ lề tì gần lại một chấm nôn nhóm khơi sầm nol cô nợ tì nú hỏi phải chia chun chập đam co sang tẹt làng vĩnh nợ tì gần lại một chấm nôn hỏi khi nhóm bàn chuốc mà nú một chấm nôn đại bàn prap khi nhóm ông pi bất cả đại bản cát lang nơi bên nụ
Hồi khi nhóm trở tại này vậy thì nhóm miền ca nhạc ở trong phố bất tử ca này phiếp đồ xa hào đại bàn cả lãng bị ca vi bà hà nụp. Hồi khi nhóm thua ca phê khá lại nhạc ở trong phố phiếp đồ xa hào nụp. Women, children. Hồi chung phố ca xâm lập tất trái con khmê nâng mô nụ. Nơi con ông tùm phố bí rồi mà phải lúc rơi cho con bàn lược láng cứ lệ yon xôn xôn mùi bàm buôn bí buôn xôn bàm bấy cứ lúc bàn này dây ông bí bất tất cả mùi đại xạ xóp mình trở bàn kê cọp. Đại xạ xóp nụ rùm tèng sạch trái nâng con khmê ta trăm trời đại rưu tế chăm lòi cứ trăm trời. Cứ ca chọn chăm rồi bọc nhóm từ lưu bất tử cá nốt đại nhóm bàn lược là khi nhóm mình đại bàn khơi anh tì nơi bê nốt cứ miền dạ sọc chân xì vừa chìa ra ơn đại trâu bàn xâm lập đòi xa hào hỏi tục cháu dạ sọc tàng ô tàng ô nốt trâu bàn tục cháu and the mindlessness of this attack hay nơi khnông ka vi praha nuh ku ku vi mien ka ku oy phnyak al khnyom chngol tha ta nea tngos nuh ban thua avay ban che nuom oy mien ka samlap puok ke doch nuh khnyom ket tha mul het nei ka vi praha ta leu nea tngos nuh ku mad hat. I saw scribbled in. Cứ nơi trong tôm hay khi nhóm bạn khơi miền trung chia ra nơi tì nụ. Hay khi nhóm bạn thua cả bỏ sai hay chuốc nẹt mình nụ mùi. Hay cứ cái bạn lực lang thang miền cả rập ở đây rồi bỏ dường. Ní cứ chia cả bẩn dồn mùi đặc nhóm bạn tụ ban nơi bật cả đặc cả lang nơi tì nụ nơi bề nong. Now I note from some new account in your book còn tổng kết khơi lâm sàng nông nghiệp phải rồi bảo lô lô bàn lướt lang om pì cà tới pì nứt tì cần lại nu ta trầm tư đại đề chỉ cà trầm tư lô quạt bàn lòi hỏi lô bàn lướt lang nông nghiệp phải rồi bảo lô miền cà song sai om pì mu là hết nên bật cà ngõ nu ta trầm tư đại đề lô chân đà cứ trầm tư sầm nú cứ đẻ tôn tân nâng biết lọc đại này dây ông bị chung nụ. Tế đại chung nụ. Cứ lục bàn lực lăng ông bị cả tâm phía chìa mùi nẹ phùm thà thà nà nà kê chìa nẹ bật bật. Phùa cả tâm lập nụ. Nụ chân đà. Cứ chân Campuchia đại bàn tư tì nụ. Hồi, nì dây chìa về xa không ai tha, chôl chôl. Hồi, nẹ đại ruộng nơi tí nó cứ chìa chân chết Việt Nam. Hồi, nẹ gọt ruộng nơi chết trung đàn không ai, để chúng ta gọt vô về xa không ai. Hồi, chẳng phục mũ cả rịp rộp này cứ nhầm bàn tổ tù mộc bình nhạc đại nơi ruộng riêng mình chỉ vứt chẳng phục đạt sinh nhãn đại kế sổ tờ lơ bộ cơ tẹo nụ. Hồi, lúc bàn lược láng nơi khăn ông tùm phò bì rồi mà phải buôn chạy tâu tần nâng mà nụ bì nè. Đại miên lấy khăn ông chụp ý ở ấn xôn xôn mà rồi cao bì buôn rồi bùm buôn nhạc đằng bì nó này dây bạp lâu thà ông việc chôl chôl. Hồi nhạc đằng bì nó cứ cái bàn này dây thà cái bàn khơ nhà bày khá bì cái lại này cái lạc luôn ta trăm tờ đại rửa tế lục chân đà cứ trăm tờ. Now is it correct that few days later you had some of the Vietnamese media and translated some of the other members of the media to a town called Ha Tien which had formerly 3,000 people in it. Is that correct? Ha Tien, which had formerly 3,000 people in it. I visited this village that we discussed right now. Hồi cứ nơi ca tu sân na đôi khi đá cứ nơi bếp rực. Hồi khi nhóm chụp cho mùi nhạc cả sai bỏ tế đại bàn khơi
Middle of the page. Starting the suspicion. This is in fact the location where you saw the harrowing sights that were reported. People that you saw awaiting the burial, were they members of the military? Rất rằng mà lục chân đà cứ chôn chết chôn sĩ vơ đại chỉ nẻo ruột bị nơi nông phùm họ dân khơi nhầm khơi miền ở thòng phê chắc thừa ca cho chót xôm an nhạt bị lục thiên xôm ao dạ xây quạt đỏ clear nông ca này dây chlói đầm bay ở nẻo bọ prai miền đặt tiếp nông ca bọ prai. We were taken to Hà Tiên Airport and from there we traveled to Anh Phu. Hồi bên nước nhóm bàn dọc từ Cà Chiên than Hàn Phú hồi thua đồng nào từ tì con Hà Chiên. Hồi kìm khơi thà nẹ đang ở nốt chìa chôn civil. Thank you. Sray chạy cọm, xôm open. Nhóm xôm chô từ đó cả riêng rộp ổng bì cả vi bà hà lơ ប្រទេសកម្ពុជាដោយវៀតណាមនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកបានយោងទៅលើការវិប្រហារដំបូងធំមួយទៅលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1972គឺយើងឃើញនៅក្នុងលេខ00 And for you, page 196. Second paragraph on that. Yes, I read this chapter. Military operations. The Vietnamese drove the Cambodians in 15 days. ដើម្បីពួកគេនឹងរៀបចំការវាប្រហារហើយតែមាននឹងមានការមានប្រហារទេនៅពេលក្រោយបាទមានហើយលោកបានចាំថាការខាតបង់របស់ខ្មែរក្រហមគឺមិនច្រើនប៉ុន្មានទេហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនបានទប់ស្កាត់ពួកគេដែរបាទត្រឹមត្រូវហើយហើយនៅភស្តុតាងនៃការវាប្រហារគឺបានបង្ហាញដូចនេះ. And there were other attacks, which is described at
at page 206. គឺនៅទំព័រ206. And this is the major attack. ហើយនេះគឺជាការវាយប្រហារធំទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានធ្វើនៅចុងឆ្នាំ1977ហើយបន្តរហូតដល់ដើមឆ្នាំ78តើត្រឹមត្រូវទេលោកចន្ទាបាទត្រឹមត្រូវលោកសិចាក្រមនៅក្នុងសិភ័យរបស់លោកលោកបាននិយាយថានេះគឺជាកងកម្លាំងទាហានជើងគោកនិងទាហានកំភ្លើងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គាត់និងក្រុមវាប្រហារពេលយប់បានធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមកលើប្រទេសកម្ពុជាពីចំណុចជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំពីរគឺសំដៅមកទៅទីក្រុងភ្នំទីមកដល់ទីក្រុងតើត្រឹមត្រូវទេទឹកបាទត្រឹមត្រូវលោកចន្ទាហើយនៅទំព័របន្ទាប់លោកបានរៀបរាប់អំពីភាពរន្ធត់ដែលមេដឹកនាំមានអារម្មណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅអំពីទំហំនៃការវាយប្រហារនេះហើយនៅអំពីផ្លូវរបស់ទីហានខ្មែរក្រហមនៅតំបន់នៅភូមិភាគបុព្វាតាត្រឹមត្រូវទេបាតិកាត្រឹមត្រូវលោកចន្ទាហើយលោកក៏បានបន្តទៀតថាពួកគេហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនបានរៀបចំខ្លួនដូចជាស្រេចសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយតាមសន្តិភាពទៅតាមអ្វីវៀតណាមជាការយល់ពីវៀតណាមទេឬបាទតាមត្រូវហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកនិយាយហ្នឹងមានន័យថាលោកចង់ឲ្យអ្នកអានធ្វើការយល់ថាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់វៀតណាមនេះគឺមានបំណងជាមធ្យោបាយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើត្រឹមត្រូវទេលោកចន្ទាបាទនោះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមានបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការវាយប្រហារការសង្គ្រាមជាទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេប៉ុន្តែពួកគេចង់គ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងដល់ខ្មែរក្រហមថានេះគឺជាលទ្ធផលដែលពួកគេនឹងទទួលបានបើពួកគេនៅតែធ្វើការវាយប្រហារមកលើព្រំដែនវៀតណាមទៀតនោះហើយនេះគឺជាការព្យាយាមដើម្បីកុំឲ្យពួកគេធ្វើការវាយប្រហារបែបនោះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចជាមិនមានអត្តពលអ្វីទេលោកស្រីចក្រមហើយនៅពេលនឹងផងដែរគឺមានការប្រសាទតាក់ទងជាច្រើនរវាងមេបញ្ជាការនៅតាមសមរភូមិនិងមេដឹកនាំនៅភ្នំពេញតើលោកដែលបានឃើញសារទួលេខដែលនៅសល់ពីរបបជំនន់នោះទេខ្ញុំមិនបានមើលទេហើយលោកចន្ទាបាននិយាយខ្ញុំចង់លើកពីសតុលេខ1គឺលេខ001 89 7 9 7 ដែលបានផ្ញើទៅមន្ទីរ870ជាទីនិករលឹកហើយបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់សត្រូវនៅផ្លូវ22នៅសមរភូមិមុខហើយនៅក្នុងសារទូរលេខនោះគេបានលើកឡើងថាសត្រូវខ្មាំងបានវាយប្រហារមកលើយើងហើយបានមកតាមផ្លូវមកពីតំបន់បូព៌ានិងតាមផ្លូវលេខ22ហើយពួកយើងក៏ទទួលបានការវាយប្រហារផងដែរពីខ្មាំងនៅពីទិសខាងលិចនិងនៅផ្លូវ202សំដៅទៅទិសបូព៌ាហើយក៏បានរៀបរាប់ផងទៀតថាទោះបីជាយើងធ្វើការវាយប្រហារតបវិញយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏មិនតែយើងមិនអាចទប់ពួកវាបានទេពីព្រោះពួកគេបានវាយប្រហារមកលើយើងយ៉ាងខ្លាំងខ្មាំងទាំងនោះបានប្រើកងរុក្រោះចំនួន50ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកយើងហើយយើងបានព្យាយាមកំទេចរុក្រោះបានចំនួន3គ្រឿងអត្ថបទជាភាសាខ្មែរនេះគឺមានលេខ00214443ហើយមិនមែនការបកប្រែជាភាសាបារាំងទេដែលយកអំពីការស្រាវជ្រាវនឹងបទសម្ភាសរបស់លោកតើលោកមានបានដឹងអ្វីទេដែលជាបច្ច័យនៃភូមិភាគបូព៌ានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺថាក្រុមយោធាហ្នឹងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការវាយបណ្ដេញវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ77នោះលោកចន្ទា
significant amount of barges. គឺថាមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនសម្រាប់ម្នាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនពីព្រោះពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកមានសមានចិត្តចំពោះជនជាតិវៀតណាមដូច្នេះគឺថាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនស្ដីអំពីបាទការសម្រិតសម្រាំងនៅតាមភូមិភាគបូព៌ាកាលពីបាទខែកញ្ញាឆ្នាំ77នោះលោកស្រីចក្រមហើយលោកក៏បានរៀបរាប់ពីចំណុចនេះផងដែរនៅទំព័រ213និង214ដែលមានលេខ EAN 00192 398និង399Yes. លោកចន្ទាបាទត្រឹមត្រូវហើយលោកស្រីចក្រម Thank you. សូមអរគុណ ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីឆ្លើយសង្គ្រាមលោកគឺជាអ្នកកាសែតហើយខ្ញុំគិតថាលោកបានអង្កេតមើលព័ត៌មានរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះមែនទេលោកចន្ទាត្រាំត្រូវហើយស្រេចក្រមតើលោកមានបានដឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយអ្វីទេតកតងនឹងឆ្លើយសង្គ្រាមវៀតណាមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកចន្ទាខ្ញុំមិនបានចាំឲ្យបានជាក់លាក់អំពីការផ្សព្វផ្សាយណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំនោះគឺថាវិទ្យុនៅភ្នំពេញជួនកាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អំពីការដែលថាពួកគេចាប់បានឆ្លើយសឹកវៀតណាមហើយដែលថាពួកគេបានឆ្លើយសារភាពច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចាំមិនបានប្រកាសថាតើនៅពេលណាទេដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបនេះលោកស្រីចក្រមចុះអំពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញតកតងទៅនឹងឆ្លើយសង្គ្រាមដែលបានផ្ដល់ចម្លើយសារភាពនោះតើលោកមានឲ្យចាំទេថារបាយការណ៍មួយឬក៏មានរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីចុងបូព៌ានោះលោកចន្ទាខ្ញុំអត់មានចាំទេលោកស្រីចក្រមលោកស្រីចក្រមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់មតិរបស់លោកទៅលើចំណុចនេះគឺថាមានរបាយការណ៍មួយពីទំនាក់ទំនងចុងបូព៌ាពីការប្រមូលរបស់ប្រទេសស្វីសដែលមានការបកប្រែទេគឺថាមានលេខ001984ដែលនិយាយអំពីចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចវៀតណាមដែលជាយោធាដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់វៀតណាមទៅលើកងកម្លាំងវៀតណាមហើយក៏មានរៀបអំពីការផ្សព្វផ្សាយពីវិទ្យុនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ78ដែលមានលេខ000987 37គឺចម្លើយសារភាពរបស់សាបៃវៀតណាមដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកទៅលើកងអនុសេនាធំវៀតណាមមួយនឹងនាយអំពីបាទទាហានវៀតណាមម្នាក់នៅក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់វៀតណាមនេះដែរដែលត្រូវបានបោះពំផ្សាយនៅថ្ងៃបន្ទាប់តើលោកនៅចាំអំពីការចាក់ផ្សាយឬក៏របាយការណ៍សារព័ត៌មានអីទេមានន័យថារបាយការណ៍សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនោះលោកចន្ទាការពីពេលនោះខ្ញុំធ្លាប់អានស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនឹងដែលគេបានកត់ត្រាទុកនៅសហរដ្ឋពួកគេធ្លាប់ធ្វើប្រតិចារកអំពីអ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយពីហាណូយនិងពីភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានអាននៅការផ្សព្វផ្សាយបែបនោះ
cứ đặc nhóm trai tại ban khơi cùng rù khlá này chúng lời xa rập hiếp đại trai ban bọc phùng xài bàn tay tẹt tôn tư nâng chúng lời xa rập hiếp chạy lẽ nếu khi màn anh dây bàn tê tục xa chạy trọng bà khi nhóm phân chạy nát bị bố khi nhóm vô tha bê bà liếp bàn còn lòng hồ tư đò chả ơn đò về nhận lại một hơi. Were you aware at the time ta lúc mình bạn đăng thề nơi ca phía diêm đại cả nè cả một ca on track chiết cả cả mặt cả hóm đại phía diêm dục chặt tục đại tức là chôn chết sĩ vơ rư có tì hiên đại ba được bu nơi khăn ngầm lòng bê nơi chùm lúc này tế cư nơi diêm bê chùm lúc ở bên Việt Nam nâng cặp bụi chi nơi trong chân nam chất sập rạm bê nâng nơi đàm chân nam một quân rồi chất sập rạm bê nụ lúc chân đà tế khi mặt bàn chạm tế khi mặt bàn chạm phi ca cho rùm rồi bỏ các bạc rồi hôm nơi khăn ông Phật ca nâng tế ở vấy đại chỉ ca cho rùm rồi bỏ trả chiến nâng cư rồi bỏ ông ca sật mà nụ đại trời bàn kê ai chúi khăn ông ca bắt đo đo chôn thiệt luôn ra chấm nuôi đã chuẩn thiệt luôn lúc xoay trái cầm nơi lệ sôn sôn mùi pra mùi mùi buồn bấy chìa phía xa ông lế cứ ba chấm lõng nơi ông ca ca cả bạc cơ hôm ông trả chiếc và đại chìa rồi bài ca bạc chăm chăn nam nơi chăn nam chất sắp rầm bay rồi bọc luôn đại bàn cọt tra thả ông ca các bạn cơ hội ông trả chiết ca pi thằng ngày thì xem sắp khai cảnh nhà cho năm chật sắp rằm pí ban từ chuỗi đào chôn xì vỡ đại rồng cứu đào xa chùm lũ rư co vô thi đã từ ban kê chạp khốn rư co trời rộng bùa hả kê ban đó đầm năng đốt nìa phòng đài nít ai Campuchia bà chia thập bàn tay nâng tự ai rộng bóp xa thiên đàn rốt dòng cung này dùng Việt Nam nơi bê đầm nào trên nền ta lúc miên mặt tay dọa bò lộ vấy ta lưu sức đây xong khai mê tế lúc chân đà tê lúc sức đây chạc rộng kê ta khi mặt bàn đăng ở bàn chạy lấy ông bị bật tất cả này tê lúc sức đây chạc rộng hai nơi không rộng bài ca này phong đáy kê bàn có tùm cô lòng bì chầm lái đã kê bàn tự tù bì Việt Nam phần ta kê mặt bàn tự tù chầm lái tốt bì rộng bộ Campuchia bò chia thập bật tay nụ tê hãy cài mất tục bây giờ kê phía diêm phê ca prong bạch giác khăn ông ca phát đo át bọt chầm lòng mùi nít ai sẽ than tút rồi bọt Campuchia bỏ chia thập bạch tay nơi thì krong bê càng có đào nụ ở lời nếu nhóm chăng này dì ông Pi xếp hư rồi bọt lúc đài khăn ông phát này mùi nước lúc ba này dì ông Pi cô này dô bái rồi bọt Campuchia bỏ chia thập bạch tay này dì ông Pi chùm lúc rồi viên bỏ tê tàng Pi này in fact of course you were published លោក បាន ធ្វើ ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ ក្នុង ករណី ក្នុង លក្ខណៈ នៃ លោក ជា អ្នក ឆ្លើយ ឆ្លង ព័ត៌មាន និង ជា បណ្ណាធិការ នៅ ក្នុង កំឡុង ពេល នោះ និង មាន ចោះ អត្ថបទ នៅ ក្នុង ទស្សនាវដ្តី សេដ្ឋកិច្ច ចុង បូព៌ា ចោះ ថ្ងៃ ទី 29 ខែ មេសា ឆ្នាំ 77 ដែល មាន ចំណង ជើង ថា Campuchia swine rok mất đại trời ban sẽ xé đại khuôn lục tổ át tập bọn này cứ miền tây chỉ phía sau ông lê thế đại miền lê sôn 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 muối bầm muối sôn 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 lục chân là ngày khai năm nó cứ là khai mesa men thế lục sài gòn cứ ngày thì một phải bầm bốn khai mesa năm chín trăm bảy lục chân đà. Ta vậy tới chế sầm nô ba lục sai chạc cấm ba lục sai chạc cấm ba khi ông miền miền sầm nô bị bay chạc tông tới nâng át tập bọn này nơi cái nông át tập bọn này lục ban dây thà yên sở đi ban tọt trao làm pi cài lực lang tại thà Campuchia bạch chân bạch tái ban bằng cát chia Ấn Độ chân tại mùi nụ hay lúc có ba này dưới ông phí chùm lúc tam phụng tán rồi viên Campuchia bởi chí tập bạch tái nâng bởi tế Việt Nam ta trăm trái tế
lúc chân đà, trăm trái hai lúc sạch cỏm, lúc sạch cỏm, lúc có bàn đọc sẵn sầm đầy rồi bỏ yên xa rì phong đá, đại bàn như dây lãng thả, bàn như dây pháp từ bà tế A diễn thả, rồi bóp Campuchia, bà chất bà tái, cư chi mình mẹ chi bà tế cầm công mình tế, ta trăm trái tế, lúc chân đà, trăm trái hai, lúc sạch cỏm. Mà tôi mà tiếc cứ tham mên ca dung nơi khăn ông át bọt nốt sau đây ông bì chùm lúc. Đại lý nhiên bì bà tất cả các mên lá ở nơi ta bồn ta chìa mùi bà tế thầy, ta trăm trái tế. Trong trời hay lúc xoay chạc rộm. Nhưng bà tất cả ông bà để hai tam bồn ta chìa mùi thầy nè, cứ chìa chùm lúc rứ. Lúc chân đà, bà tất hời. Lúc xoay chạc rộm. Yes, thank you. Some organ. Now, there is a report. Cứ miền rồi bài ca mua đặc nhầm trong lược sna dương lãng nơi khăn ông tiêu sna vật đầy sạch kịch trong bộ bìa rồi bài ca nó cho thằng ngày ti đập ram khai ô sập hìa nam chặt sập ram bảy đại nhân dân pí ca bỏ bông ca sập sai cho thằng ngày ti đập khai ô sập hìa nam chặt sập ram bảy đại miền lệ y ấn cứ đi đập ram muối đi học sấp nâng miền lệ y ấn zone 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
ដែលជាការដកស្រង់អំពីការចាប់ផ្សាយអំពីស្ថានភាពការពីប្រទេសរបស់ខ្លួនការពីខែមេសាឆ្នាំ78រហូតដល់ឆ្នាំ1977អំពីការប្រឈមមុខគ្នាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមបណ្ដោយទួលដែន ហើយនឹងបង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនតូចប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយទៀតបានផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍បាននិយាយអំពីការការពារព្រំដែននៅប៉ែកខាងបូព៌ាបាទនេះគឺនិយាយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជានយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំមួយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើលោកមាននៅចាំការផ្សព្វផ្សាយនេះទេឬក៏ព័ត៌មានដែលបានចេញមកពីការផ្សព្វផ្សាយនេះទេលោកចន្ទា ខ្ញុំមិនបានចាំការផ្សព្វផ្សាយជាក់លាក់មួយនេះទេប៉ុន្តែជាក្រោមមកគឺថាមានការច្បាស់លាស់ណាស់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានជំលោះព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជា ស្រីបារម្ភទ្រង់ទ្រាយធំជាងគេរដ្ឋសេចក្តីក្រមនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំនឹងអានឬក៏ធ្វើស្រីសង្ខេបអំពីស្រីថ្លែងការណ៍មួយចំនួននោះដែលដកស្រង់ចេញមកពីការផ្សព្វផ្សាយនោះទីមួយគឺថាការការពារព្រំដែនខាងកើតគឺជាបញ្ហាសមរភូមិស្វាហាប់នឹងខាងក្លាទី2នៅខាងកើតកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់វៀតណាម Việt Nam chọn giúp tập đây rồi bỏ dưỡng nâng đã Campuchia ai tư chi rồi bỏ tư chi rồi nóp rồi bỏ luôn đại phương ai tư chi này mùi rồi bỏ Việt Nam chẳng bố hai phò ní ông Long chân năm còn lo một ní miền chẳng bằng thương thương nâng xa hai mùi chùm nuốn ប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបាទយើងត្រូវចាំថានេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ
Bị robot Campuchia, Prachitabatai, ta vì xì khía tới nâng ca dô đăng robot lô tế, ông bị cô nè dô bài robot prate nốc nơi gầm lòng bê nốc, lục chân đà. Ba trăm trái lục xa chạc rộm, tam bất, nê cư dì bánh hà chấm bông đài Campuchia, chì bị xét khmai cổ hôm nó. Mình ca bà rộm. Ông Pi Mahachata, robot Việt Nam, khăn ông ca bình liệt, protect robot luôn. Đại này cứ chia chấm nọt mùi thùng, đại kê dô thả cô nhiều bài robot Việt Nam, khăn ông ca bùng liệt tất đây robot luôn. Hãy xâm nụ bình môn đại lục sẵn bà xuống khi nhầm nụ. Tại tương tên nâng sẽ kể tịch bài rồi bọc yên sở rì. Ông Pi ca cho rùm nâng nông block ở tại ai mùi nụ. Ở với đại lục yên sở rì bàn lực là ứng cư thà. Tại sẵn nạ tiên rồi bọc Việt Nam, ông Pi tâm nhật nông bị xếch. Rồi viên bà tế đã miên nâng nụ chấn đại Việt Nam. Bà thua ca cho xã bốn nâng nông lòng phê rồi ả nà này cũng. Hai đồng bay thay rẽ xa, tầm này tầm nón đồng bay bánh hà xoắn để sốc nâng ca áp vô đồng bình protê thẳng bầy. Vẫn ta, khám ai cửa hóm cứ tham mình bồn priêng nâng tiết sản án ý tế. Hai phụ kế bàn cha tục thả, chỉ phải xe tầm này tầm nón phí xe bạp ní. Cứ chi còn dịch ca bật băng lòng phì mà hạ chất ta rồi bỏ Việt Nam, khá nông ca thru tra protê Campuchia. Nâng làm bay lếp dục tật đầy Campuchia nâng thôn thiên rồi bỏ khá lộn nụ. Sau mọc cốn, lúc xa chạc rộng anh ấy dễ. Cứ rồi bài ca đôi nền này là cứ dùng ông Pi ca vay chia hô hai chạp vị khai mê xa chân nằm bọn 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 rồi chất sập bọn bí tờ đọc hai mê xa chân nằm bọn bọn rồi chất sập bọn bầy đại miên ca thua xa mò rộp phùm thông tờ lờ tất đây Việt Nam hai mạng gà đá chân nằm bọn bọn rồi chất sập bọn bầy thà việc xì cái này tờ nâng ca đăng ở rộp bọn lờ tụ bây chìa miên ca xong khép tờ lờ bật ca nụ dàng tràn gà đòi dục chân đà cứ ọt trời tì ở vầy đại trâm trời nụ cứ miên ca viết phá nơi tạm phụng đánh hỏi chìa ca vứt Việt Nam ý cứ chuẩn diệt Việt Nam cứ chạp đà thơ ca viết phá nơi nông bật tế Campuchia đòi bà tạm phơi ở cả hồi bỏ ra miễn cực nhóm dô một phí bà bọn sợp cả hồi khám ai cả hôm mình bàn ra đập hiếp nâng tổ chức quả phí ca viết bà hà đòi Việt Nam nữa thì hồi cứ miễn ca viết bà hà nâng hai chất khai mạng ra chân nằm bà bọn chất sắp rộng bà nâng chất rộng bây nó cứ nhóm nơi để miễn ca xong xài lúc chạy cọm lúc xài chạy cọm nhóm ai xu ôm phí ca tổng đẹp rộng bay nơi có nông bật tế Campuchia đòi Việt Nam bàn đại đại tế lúc ai bật nhóm bàn đại tế thả ta về chập đam nơi bề nà. I can't find it right now, but khiom mình ai euro khơi nơi lấy tổng bộ thì chấm nói ní cứ vía cắt láng nông nông khai mi tôn ná nâng cắt đá chín năm một trăm bảy mươi đôi chân sập làm bảy. Thank you. Chạy cầm xôm ocon. Cứ vía cắt láng mình toa pi tôm nhạt tôm nong cá tút trời ban. Miền bánh hà, nước nông Campuchia và chia thập bà tay. Xong một cuốn lúc bàn lực lãng ẩm bì ca song say rồi bỏ lúc châm bùa, châm lao ý. Rồi bỏ Campuchia và chia thập bà tay. Đại miền ca tu chê châm nè, nước nông ngày bà môi mạc ra chân nằm bà môi rồi chết sập rầm bầy. Rồi bài ca này ca chạm xài nụ có bàn thua ca tra tục thà.
ពីមើលប្រាំបួនពាន់នាក់ត្រូវបានទទួលរងរបួសនិងសម្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាជ័យជំនះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយកងពលចំនួន5ត្រូវបានកំទេចតើលោកអាចទទួលស្គាល់អំពីការលើកឡើងដូច្នោះដែរឬទេលោកចន្ទាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាននោះទេការចាប់តៃរបស់ ខ្មែរក្រហមគឺជាការចោទប្រកាន់អំពីការទទួលជ័យជំនះលើវៀតណាម ហើយគឺចំណុចនេះមិនបានវិភាគដោយមត់ចត់របស់អ្នកជំនាញវិភាគមួយចំនួនរវាងកងទ័ពទាំងពីរទាំងសងខាងនោះទេ And in the same report ចែកក្រុមនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅខែឧសភាឆ្នាំ 1978 គឺមានការរៀបរាប់អំពីជំហានទី2របស់ Vietnam នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 1978 ដែលយោងតាមការចាក់ផ្សាយនោះគឺមានការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ 1978 ថាតើព័ត៌មាននេះគឺវាត្រូវនឹងអ្វីដែលលោកបានដឹងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះដែរឬទេ លោក ចន្ទា ខ្ញុំ មិនយល់ដូច្នោះទេនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ 1978 គឺពេលវេលាដែលខ្ញុំនៅវៀតណាមហើយធ្វើដំណើរតាមព្រំដែនហើយនៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានទៅភូមិដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីការកាប់សម្លាប់លើកលែងតែខ្មែរក្រហមនិយាយថាការសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាជំទេយជំនះរបស់គេនោះគឺខ្ញុំអត់មើលឃើញថា វៀតណាមទទួលរាការកំទេចឬក៏ចោះចាញ់ចំពោះកងទ័ពរបស់គេនោះទេ This report also contains a statement របាយការណ៍នេះក៏និយាយអំពីចម្លើយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទីកន្លែងផ្សេងៗថាទីហ៊ានខ្មែរក្រហមមួយគឺស្មើនឹងទីហ៊ានយួន30នាក់វៀតណាម30នាក់ថាតើលោកអាចផ្ដល់យោបល់ទៅលើ អំពីហេតុអ្វីបានជាមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះជាជាងបញ្ហាដែលគេលើកឡើងថាត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកចន្ទាការលើកឡើងនេះនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 1978តាមការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនបានលើកឡើងការបកស្រាយត្រឹមត្រូវ ការចាប់ផ្សាយនោះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការកំទេចទ្រង់ទីធំទៅលើអ្នកដែលមានការស្មោះស្ម័គ្រឬអនុត្តសូរទៅដល់វៀតណាមនិងអ្នកគ្រប់គ្រងវៀតណាមហើយការចាប់ផ្សាយនោះចំពោះខ្ញុំគឺគ្រាន់តែលើកឡើងនឹងជំរុញអំពីសិលធម៌របស់ខ្មែរក្រហម អំពីសង្គ្រាមដែលកើតឡើងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបានឃើញស្ថានភាពនៃការតតាំងនោះគឺនឹងដឹងអំពីវៀតណាមយ៉ាងម៉េចហើយចំណុចនេះហើយវាអាចឲ្យមានបាត់នៅសិលធម៌មួយចំនួនហើយវាជាសញ្ញាថាទីហ៊ានខ្មែរក្រហមមួយគឺសម្លាប់ទីហ៊ានយួន30នាក់ ហើយដោយសារបញ្ហានេះគឺយើងបាត់ប្រជាជនកម្ពុជាពីលានអ្នកហើយមានការវាយប្រហារទៅលើវៀតណាមដូច្នេះគឺជាចំណុចមួយដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិលធម៌គឺលោកបានលើកឡើងអំពីចំណុចនេះដែលលោកមិនបានធ្វើការតាមដានហើយការផ្សព្វផ្សាយដែលខ្ញុំបានយោងឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺមិនមានឈ្មោះថាតើនរណាគេជាអ្នក ធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកថាតើនរណាគេជាអ្នកធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅលើចំណុចនោះលោកចន្ទាគឺខ្ញុំសួរអំពីការផ្សព្វផ្សាយមួយណាផ្សព្វផ្សាយមួយណាលោកចៅក្រមគឺវាអ្វីដែលវាដូចទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយដែលមានលើកឡើងព័ត៌មានជាច្រើនគឺការលើកឡើងដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រមាញ់នេះ គឺវាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយនឹងការឃោសនានិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
đại chấm nói chẳng ổn đi ta nôn na kế chỉ nè anh nhát ở thua cả sập sai nụ ta lúc ai thua cả đòi cho bỏ ta lừa chấm nói ni đòi để lúc chẳng đã khi nhóm mình bàn đăng âm pi ông cả chặt tăng tay con ông rồi bắt mai cơ hôm nụ tề hỏi khi mà đăng tha nôn na kế chỉ nè thua cả riêng lang nâng thua cả anh nhát ta lừa cả sập sai nụ tề trái cầm xong ổn cun in brother enemy នៅ ក្នុង សៀវភៅ សត្រូវ បងប្អូន ERN ដែល មាន លេខ ERN 00192190 ហើយ ចំពោះ លោក សម្រាប់ លោក នោះ page 5 ទំព័រ 5 you discuss លោកបាន រៀបរាប់ អំពី ការ ជំរុញ democratic campuchia's ឲ្យ កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ធ្វើ ការ ត តាំង ផ្នែក យោធា ជាមួយ នឹង វៀតណាម ហើយ នៅ ក្នុង ផ្នែក ដែល លើក ឡើង អំពី ការ ដួល រលំ នៃ សាយហ្គន និង ភ្នំ ពេញ គឺ មាន ការ កើត ឡើង អំពី ការ ប៉ះ ទង្គិច បង្ហូរ ឈាម រវាង វៀតណាម ដែល ទទួល ជោគជ័យ និង កុម្មុយនីស្ត កម្ពុជា ទៅ លើ ការ គ្រប់ គ្រង កោះ នៅ ឈូង សមុទ្រ និង លាក់ និង លាក់ ដែល លោក បាន រៀប រាប់ នៅ ទី នោះ នៅ ក្នុង ការ ដក ស្រង់ ឃ្លា នៅ ទី នោះ គឺ ខ្ញុំ បាន ពិនិត្យ ឃើញ អំពី ការ យល់ ឃើញ របស់ លោក ចំពោះ ការ ជំរុញ ឲ្យ កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ធ្វើ ដូច នោះ គឺ យើង ឃើញ មាន ការ លើក ឡើង អំពី ទឹក ដី រវាង កម្ពុជា និង វៀតណាម តើ ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ឬ ទេ លោក ចន្ទា ត្រឹម ត្រូវ ចៅ ក្រម គឺ មាន ការ វាយ ត តាំង នៅ ក្នុង កោះ នៅ លើ ចំពោះ កោះ នៅ ក្នុង ឈូង សមុទ្រ តើ ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ឬ ទេ ត្រឹម ត្រូវ ចៅ ក្រម គឺ មាន ការ ត តាំង ដែល ធ្វើ ការ ត តាំង ចំពោះ សត្រូវ យួន សត្រូវ វៀតណាម ដែល លេប ចង់ លេប យក កោះ នោះ ត្រឹម ត្រូវ ហើយ ការ វាយ ប្រហារ របស់ វៀតណាម ការ វាយ ប្រហារ ទៅ លើ របស់ វៀតណាម គឺ ដើម្បី ធ្វើ ការ វាយ ត តាំង កម្ពុជា ដែល គ្រប់គ្រង ដោយ ចិន គឺ ត្រឹម ត្រូវ នេះ គឺ ជា លទ្ធផល ដែល លោក បាន សរសេរ ទៅ លើ របាយ ការណ៍ នេះ ហើយ វា ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ចំនួន រវាង ប្រទេស ទាំង ពីរ តើ ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ឬ ទេ ត្រឹម ត្រូវ ប្រសិន បើ ខ្ញុំ អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ រៀប រាប់ ឡើង វិញ អំពី ប្រវត្តិ សាស្ត្រ នោះ Geneva Conference of 1954 គឺ សន្និសីទ Geneva ឆ្នាំ 1994 គឺ ជា ចំណុច development of the Khmer Rouge ideology which saw Vietnam ចាប់ ដើម រវាង មនោគម វិជា វៀតណាម និង មាន ការ គំរាម កំហែង ហើយ វា គឺ ជា ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង បញ្ហា ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ហើយ បាន លើក ឡើង ទៅ លើ បញ្ហា ដែល កើត ឡើង នៅ ក្នុង អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ហើយ តាំង ពី ពេល នោះ មក គឺ មាន ការ កើត ឡើង រវាង ប្រទេស ថៃ និង ប្រទេស វៀតណាម ហើយ អង្គ ហេតុ ទាក់ ទង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ នោះ គឺ វា ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ យល់ ឃើញ ទៅ លើ បញ្ហា ជាតិ និយម ហើយ ខ្មែរ ក្រហម នៅ ក្នុង សន្និសីទ សឺណែវ នោះ គឺ វៀតណាម ឡាវ ហើយ និង កម្ពុជា គឺ មិន បាន លើក ឡើង អំពី ការ ត តាំង ទាក់ ទង ទៅ នឹង បញ្ហា វៀតណាម ខាង ជើង និង វៀតណាម ខាង ត្បូង control of two provinces in Laos. Laos គឺ ប្រទេស Laos គឺ បាន គ្រប់ គ្រង ខេត្ត 2 ហើយ បដិវត្តន៍ ខ្មែរ ក្រហម គឺ
mình miền cả lực lang ông pi pa nhà ha này cam áp báp xem xem để thả bộ kê ai đồn ở Hà Nội hồi vì bàn lực lang ông pi rập thả vì bàn ở nông vật tây Campuchia chấm nói ní cứ bàn vô khơi thả vì chia cùng rung robo Việt Nam nông ca số ca cướp rung này nông vật tây Việt Nam, hỏi thua cả bùng rích, cả cực cồng, tạm rồi dạ tùm nhạc tùm nông, tại thua lăng đòi Việt Nam. Ní cứ chia cả bùi bò rộng, rô bọc vật tế Campuchia. Hỏi dừng khơi nực nông vật tế Việt Nam, cứ miền cả to su trong buộc vật tế chân đại thua cả cực cồng, tại lời vật tế Việt Nam. Hỏi dân khơi dịch tràn chân nằm nó cứ một tế Việt Nam thua cả to tăng dịch tràn đo nằm bay cực rộng vào tế luôn. Hỏi vật tế Campuchia nó có bài bàn kỳ dân khơi thà chia thật nực rộng cả cực cung rộng vào tế chân xem xì. Đôi chân này hãy ông Pi ca chấm lúa đàn đấy bàn khai tờ chia chấm này cả cực cúc bằng hai nhóm Pi ca bà rôm chia bà bà tạch xa rồi viên bà tế ở tầng này cứ thả đàn bấy trụt ra đàn đầy rồi bọc luôn rồi sẽ chạy rôm xong ở cốn bà này chia chấm này mà thả bà giàu nhé. Among your written sources, nơi khăn ông bỏ phúc chìa lý lẽ xo đọc chả rồi bỏ lốp, nơi về đàn lốp và dung khăn ông ca tổ xe sắp hơi sắp rời bỏ phôn ai rồi bỏ lốp. Ta lưu mạng oan bệnh châu làm vì ca bỏ phôn xoay rồi bỏ Campuchia bỏ chìa tập tay thế, cứ ai cả xa khám máy đã bàn bỏ xúc ca vi khai cảnh nhà cho năm chất tập rạm bầy nốt. Lúc chẳng đà ba khăn miền, lê ịa ấn nốt cứ buồn lơ pram buồn hay vì phía sau ông lấy cứ sôn sôn pram bấy bấy pram mùi sôn là hộ đó lấy mùi sôn sôn mùi pram pram mùi sôn chiếc máy sôn sôn bí pram bấy pram buồn pram mùi buồn buồn rồi hộ đó lấy sôn sôn bí pram bấy pram buồn hay chỉ phía xa bà răng miền lệch sôn sôn pram bay bay mùi pram bì bay rồi hậu đó lệch sôn 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 pram bay bay bì pram bay buồn. How would you describe ta lục ai giờ về rob bàn tới ông pi cả bỏ phom sai rồi bỏ Campuchia bỏ chia tập tài cả pi khai cảnh nhà nam chặt sập làm bay nút lục chân đà bởi cứ ai cả sao mới cứ quay chập ở rom bị pro miền ca li bàn châu khi này ông pi on hết bà nâng phi pro đất đã miền nông nông ở tập bọn nút nơi khăn ông xếp hơi khám áo bà đi bộ ông bì ở vây đà mình miễn phép trăm trừ chi lạc nạp bọt xa nô vần tay ở vây đà xâm khán nơi đọc nhà bàn an ở bê nông cứ thà nơi khăn ông rộp bọt nô kì bà này dây ông bì ca kết rộp bọt luôn tụi bà chi ca nông mình bất rư gặp bất cả đó cứ bằng hai ông bì ở vây đà chi cùng nất rộp bọt kì hay ở vây đà thua kèm chạp ở rộp bọt nô cứ ca lớn làm phi ca chủng hô của can phụ sa rồi bỏ luôn chỉ mua Việt Nam hết cùng nước bờ trang Việt Nam nó cứ chia cắt ta đo chấm bong nơi bị cai ca sầm lấp rung kêu ca bờ hà chỉ vật ở tiếng nùng bị bru xếp hơi mai này ba đi bỏ làm phi chuyên chia Việt Nam ông Pi là cái nạn thoa mà chia vào Việt Nam cứ chia mình nô đây thì mình là cái nạn chia liên tiền cứ mình mới là giai Pi bạn Việt Nam thế cứ như ông Pi chôn chia Việt Nam ta mà đòn thành mù nụ và nó cứ chia xa đại miên là cái nông sản phẩm mà hỏi bạn tỏ về nông mốc nè đại miên thì đang là chết trong khu Việt Nam rồi có cô nông chia bài vào Việt Nam rồi có đại miên chụp chia mùi nông Việt Nam tạm thời nông nam mùi nó và nông chặt tóc chia mang rồi bỏ Campuchia và chia tập tài hỏi ca lược lang bài này rồi viên ca pro trang Việt Nam ca pro can phụ sát Việt Nam
nâng ca chặt tục Việt Nam đã mê xa mạng chặt trong phố Việt Nam rư có nơi dô bài rô bài Việt Nam đã chỉ mang rô bọc protein núng. Nụ hai cư chia sẻ đầy sản thân là khiêm bạn đọa sông chanh bì ca an sẽ phải khám mạng nụ. Lục sạch giác rộm, xô mọc côn. Hãy môn bê đại dương thuê ca xâm ra mùi bản tích. Lúc ai cả thông qua lòng bì, ca mân tạ tùa khó trời nơi khăn ông xếp hư ní đại miền lấy xôn xôn xôn, bàm bây buôn bàm mùi buôn đại ba ní dây thà. Xếp hư khám mạng ní, mình mến chìa lật tập hò nơi ca xa rai kì ríu, rư có ca tạ xây ní khai bạc bọt tế, bàn tay khá rôn tay chìa ai cả xa đại bàn chôn kron bàn chô khăn ní ông bì on hai tầng ốc nâng bà tạ ca ní ní, đại cạt miền lớn nơi khăn ông đồng lòng bê nơi ca tò xù. Nếu cứ sống còn mình chạy tới lửa với lại lúc bạn là gì hỏi thật ta bất cứ phần này mùi chìa ông hãy trầm trời hỏi phần này mùi tiết còn chỉ cảm rất đất tại được có ca sở rộng màu xa mai tại bản nọc ta trầm trời tế lúc chẳng ta trầm trời hỏi lúc chạy cọm lúc bật thiến khi em cực thà bê nếp hãy nhận đọc bê đầy thay dương trời xâm ra sân hỏi ông em ra bất cả xâm ra một phần này tí hay là hốt đoàn mong đọc mùi xong bình chương chôn một bình hay làm bây bật tỏ cách làm là ca xăm là ca bởi dưỡng hay xong một trầy tức là ca xăm rộn rùa là được cơ lệnh xong rộng xong đẹp nệ chống điên làm bây bàn tâm rạng. During the break, how many experts have occupied the expert pendant cette pause?